Interpol truy nã toàn cầu với Yo Kun. Interpol yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ người đồng sáng lập Terraform Lab. Yo Kun. Sáng ngày 26 tháng 9, Hàn Quốc cho biết Interpol đã yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và bắt giữ người đồng sáng lập Terraform Lab. Yo Kun. Các công tố viên Seoul cho biết Interpol chính thức phát lệnh truy nã đỏ đối với Yo Kun với cáo buộc đứng sau cú sập tiền số Luna. Cuốn bay hơn 60 tỷ đô la Mỹ giá trị vốn hóa. Theo Bloomberg, lệnh truy nã đỏ từ cảnh sát hình sự quốc tế sẽ có hiệu lực toàn cầu, khiến việc di chuyển của tội phạm trở nên khó khăn. Yo Kun sẽ không thể sử dụng visa và di chuyển giữa các quốc gia khác nhau. Đồng thời, lực lượng cảnh sát ở các nước có thể bắt giữ người đàn ông này để dẫn độ về Hàn Quốc. Ngoài Yo Kun, lệnh bắt giữ cũng bao gồm 5 đối tượng khác. Báo cáo cho biết lệnh bắt giữ được đưa ra với lý do bị buộc tội vi phạm đạo luật thị trường vốn. Khi phát lệnh bắt giữ vào ngày 14 tháng 9, văn phòng công tố ở Seoul lúc ấy cho biết Yo Kun đang ở Singapore. Tuy nhiên, cơ quan công tố từ chối cho biết liệu họ có nắm được vị trí chính xác của đồng sáng lập dự án Terra hay không. Đến ngày 17 tháng 9, cảnh sát Singapore tuyên bố Yo Kun không còn ở nước này. Ngay sau đó, Yo Kun viết trên Twitter rằng ông không có gì để che giấu và đang hoàn toàn hợp tác với các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, tuyên bố này bị các công tố viên Hàn Quốc bác bỏ. Ngày 18 tháng 9, các công tố viên Hàn Quốc khẳng định Yo Kun rõ ràng là đang chạy trốn. Theo Yonhap News Agency, Yo Kun đã có kế hoạch chạy trốn khỏi đất nước trước khi đồng Luna sụp đổ vào tháng 5. Yo Kun sẽ gặp khó khăn trong việc bỏ trốn sang quốc gia khác sau khi lệnh truy nã đỏ của Interpol được ban hành. Hàn Quốc đưa Yo Kun vào diện truy nã đỏ.